Tư duy làm giàu của người Do Thái muốn kiếm được nhiều tiền có một thứ còn quan trọng hơn cả chăm chỉ. Dựa vào sự chăm chỉ, có thể sẽ kiếm được chút tiền, nhưng nếu muốn kiếm được nhiều, nhất định cần phải động não, cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Câu chuyện về người Do Thái sau đây sẽ nói cho chúng ta biết, muốn kiếm được nhiều tiền, năng lực suy nghĩ, óc tư duy là điều rất quan trọng. George Hamley là một người Do Thái giàu có nổi tiếng. Trước khi phát tài, ông từng có một thời gian mắc bệnh nặng, phải nằm viện trong một khoảng thời gian rất dài. Ở trong viện, ngoài đọc sách và suy nghĩ, việc ông có thể làm không có nhiều. Và cũng chính nhờ quãng thời gian này mà ông đã thực sự bước vào con đường trở nên giàu có. George cho biết rằng khi đó có rất nhiều tiệm giặt là đều thêm một miếng bìa cứng vào cổ áo sơ mi cho khách hàng sau khi giặt xong để giữ hình dạng cho chiếc áo. Vậy là ông viết một bức thư hỏi bạn bè mình, biết được rằng giá của mỗi miếng bìa cứng đó là $4. George sau khi suy nghĩ đã nghĩ ra một phương pháp kiếm tiền, thiết kế quảng cáo trên các tờ bìa cứng rồi bán lại các tờ bìa cho các tiệm giặt với giá $1. Làm như vậy, trông thì có vẻ như đang lỗ vốn nhưng thực tế lại không, mục đích của ông là kiếm lợi nhuận từ các doanh nghiệp thông qua quảng cáo. Thông qua cân nhắc kỹ càng, trong đầu George đã có một kế hoạch rất tỉ mỉ. Sau khi ra viện, ông ngay lập tức bắt tay vào tiến hành, đồng thời vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về các vấn đề có thể gặp phải. Sau khi quảng cáo được phát ra, quả nhiên là gặp phải vấn đề. George phát hiện ra khách hàng sau khi lấy áo sơ mi sẽ vứt những tờ bìa cứng đi. Ông lại bắt đầu suy nghĩ làm sao để khách hàng giữ lại tờ bìa, đồng thời chú ý hơn tới những tờ quảng cáo trên đó. Đáp án rất nhanh chóng lóe lên trong đầu George. Ông cho in các quảng cáo ở mặt trước của tấm bìa, còn ở mặt sau, ông thêm một vài yếu tố mới như trò chơi tô màu mà trẻ em yêu thích, các công thức nấu ăn mà các bà nội trợ quan tâm, hoặc một số mẫu dễ thu hút sự chú ý. Hiệu quả thực sự rất tốt. Một người chồng thậm chí còn phàn nàn rằng gia đình anh đã phải chi rất nhiều tiền cho việc giặt giũ bởi vì vợ anh muốn thu thập công thức nấu ăn của George. Nhưng George vẫn chưa vì thế mà hài lòng. Ông có một tham vọng lớn hơn là muốn mở rộng hơn nữa việc kinh doanh này, muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Ông gửi các tấm bìa cứng trị giá $1 của mình tới Công hội Giặt Là Hoa Kỳ. Công hội này rất hứng thú và đề nghị tất cả các thành viên sử dụng những tấm bìa cứng của George. Qua đây, George có một khám phá quan trọng, đem tới cho người khác những gì bạn thích và những điều tốt đẹp, và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Suy nghĩ và lập kế hoạch cẩn thận giúp cho George kiếm được rất nhiều tiền, giúp anh trở thành một người giàu có trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là trong quá trình đó, George vẫn phải làm việc chăm chỉ. Nhưng rõ ràng, làm việc chăm chỉ không phải là yếu tố quyết định. Không giống như các quốc gia khác, người Do Thái tin rằng lối tắt để trở nên giàu có không phải là chăm chỉ mà là làm giàu bằng suy nghĩ tích cực. Cho dù bạn là ai, tuổi tác hay trình độ học vấn ra sao, bạn đều có thể làm giàu thông qua việc suy nghĩ. Và bất kể bạn làm gì, đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của suy nghĩ. Hơn nữa, lý do khiến cho việc suy nghĩ trở nên quan trọng hơn cả làm việc chăm chỉ đó là bởi bạn có thể nghĩ ngay cả khi bạn đang ở trên giường. Giống như George, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, ông vẫn có thể lên được ý tưởng để kiếm tiền. Người Do Thái tin rằng làm việc chăm chỉ là quan trọng và cần thiết, nhưng nếu như không có sự suy nghĩ, làm việc chăm sẽ không có hiệu quả. Những người Do Thái giàu có luôn nhấn mạnh việc chiến thắng bằng trí tuệ và kiếm được nhiều tiền bằng cách suy nghĩ. Trong mắt của người Do Thái, suy nghĩ quan trọng hơn là làm việc chăm chỉ, bởi lẽ suy nghĩ là trí tuệ giúp tạo ra nhiều tiền. Làm việc chăm chỉ khi kết hợp với suy nghĩ mới là sống. Nếu không thì, dù có chăm chỉ tới đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ sống được cuộc sống mà mình mong muốn. Một tỷ phú nổi tiếng người Do Thái nói rằng, suy nghĩ là công việc mang lại lợi nhuận cao nhất thế giới, nhưng rất ít người sẵn sàng đầu tư vào nó. Bộ óc của bạn là tài sản hữu ích nhất của bạn, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó sẽ là của nợ lớn nhất của bạn. Napoleon Hill, một bậc thầy về thành công nổi tiếng trên thế giới, đã công nhận rất nhiều quan điểm của người Do Thái. Ông cũng viết một cuốn sách rất nổi tiếng có tựa đề Nghĩ giàu và làm giàu. Tại sao lại là nghĩ giàu mà không phải là siêng năng làm giàu? Kinh nghiệm phong phú của vô số người giàu trong cả thời cổ đại và hiện đại cho thấy người siêng năng nhất thường không phải là người giàu nhất. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn cần phải suy nghĩ nhiều hơn và phải suy nghĩ một cách độc lập, không mù quáng nghe theo người khác. Một trong những lợi thế lớn nhất trong tư duy của người giàu có là họ có những suy nghĩ khác với người khác. Nếu không, dù có siêng năng tới đâu cũng sẽ rất khó để có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. Alex, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng.
Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978 106 552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Những thăng trầm của FLC Faros trong 3 năm ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch. Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị vào tháng 5 năm 2017, đến khi từ nhiệm vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, FLC Faros đã trải qua nhiều thay đổi lớn, cả về hoạt động kinh doanh lẫn diễn biến trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros